Thúy Vy và Hải Yến xin chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong những ngày cuối năm, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số tin tức lạc quan trên lĩnh vực nông nghiệp ngay sau đây. Ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh nông sản tham gia sàn thương mại điện tử. Người trồng hoa ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà đã sẵn sàng cho vụ hoa Tết. Sau nhiều năm lây hoay tìm loại cây trồng thích ứng với vùng đất khô cằn đầy sỏi đá, nông dân xã Hờ Bông, huyện Chư Sê đã thuần được đất bằng cây mía. Hợp tác xã Lê Gia và nỗ lực gia tăng giá trị cho hạt điều ở huyện Cát Tiên. Thưa quý vị khán giả, dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng và khiến cho nhiều mô hình sản xuất phải tìm cách thay đổi để thích ứng. Ngay cả việc tiêu thụ, tiếp cận và quảng bá sản phẩm cũng vậy. Thương mại điện tử đang được xem là giải pháp tối ưu đã và đang được nhiều cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh nông sản tại Lâm Đồng tận dụng tốt. Thông tin từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản Thủy sản cho biết, năm 2021, đơn vị đã phối hợp với sàn giao dịch điện tử Vỏ Sò.vn và Bossmart.vn để đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử. Đến nay, đã triển khai đưa 145 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản của tỉnh lên sàn thương mại điện tử với 100 sản phẩm các loại, chủ yếu là các sản phẩm chế biến từ các loại hạt, cà phê, trà, cacao, linh chi, nước ép, hồng sấy, các loại trái cây tươi như sầu riêng, chuối, bơ. Đồng thời, khoảng 10-15 hợp tác xã doanh nghiệp đã tham gia cung cấp combo nông sản cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản khó tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Chi cục cũng đang tiến hành xây dựng sàn thương mại điện tử riêng của tỉnh Lâm Đồng, hiện đang trong quá trình thực hiện. Còn đây là những vườn hoa cúc đang được chăm sóc kỹ lưỡng để chờ vào vụ Tết. Không chỉ nông dân Đà Lạt mới tất bật cho vụ hoa quan trọng nhất trong năm, mà tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, các nông hộ thuộc tổ hợp tác rau hoa thôn Hai Bà Trưng cũng rộn ràng không kém. Theo ghi nhận, vào thời điểm này, thời tiết khá thuận lợi, giá hoa cũng ổn định ở mức cao. Người trồng hoa ở đây đều đang mong đợi vụ hoa Tết. Chị Hoàng Thị Liên ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà đang tất bật chăm sóc cho ba sào hoa cúc lưới đoá với 30.000 cây và cúc kim cương 60.000 cây. Tất cả diện tích hoa này đều được xuống giống từ cuối tháng 9, đang phát triển tốt và sẽ cho thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Hiện 90.000 cây hoa của vườn chị Liên đều đã được các lái buôn đặt mua hết. Theo chị, hiện tại giá hoa cúc đoá là 30-35.000 đồng một chục, cúc kim cương 40.000 đồng một chục. Nếu đến Tết, giá hoa duy trì ở mức này thì nhà vườn đã có lãi tốt. Được biết năm nay chi phí phân bón tăng cao, vụ hoa Tết này gia đình chị Liên cũng tăng cường ủ phân chuồng để tiết giảm chi phí, còn giống hoa cúc cũng không tăng quá cao. 15 nông hộ trồng hoa các loại thuộc thôn Hai Bà Trưng ở xã Nam Hà đều đang mong chờ vụ hoa Tết được mùa và được giá để đón một mùa xuân mới đủ đầy. Còn đây là những hoa đào đang khai sắc để đón xuân. Và thấy hoa đào thì chúng ta đã thấy Tết đang đến gần, phải không Thúy Vy? Vâng, đúng vậy đó Hải Yến. Cứ ngỡ hoa đào Nhật Tân chỉ có ở thủ đô, nhưng khi đến với thị trấn Nam Bang của huyện Lâm Hà, thì quý vị khán giả cũng sẽ được chiêm ngưỡng cả cánh đồng hoa đào Nhật Tân khoe sắc của nhà nông Chu Đức Lợi. Vườn hoa đào hơn 1,4 hecta này là kết quả của mười mấy năm đưa đào Nhật Tân Hà Nội vào đất Nam Bang Lâm Đồng chiết ghép, hoàn chỉnh những biện pháp kỹ thuật, mang lại hiệu quả cao. Đầu tiên vào năm 2000, ông Chu Đức Lợi bấn 50 gốc đào trong vườn nhà mình ở làng Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, vào trồng lập vườn khoảng 500m² ở khu phố Đông Anh 1, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Chăm sóc đến Tết 2003, bắt đầu bán cành lứa đầu tiên. Đến năm nay, hơn 1.000 gốc đào đủ chủng loại với các dáng, thế, độc và lạ đã sẵn sàng đón xuân Nhâm Dần. Ông Lợi cho biết, đào vườn ông thường cho thuê với giá từ 2 đến 20 triệu đồng tùy gốc. Số ít người chơi đam mê hoa đào có thể mua từ 5 đến 250 triệu đồng. Sau Tết, có thể gửi lại vườn ông chăm sóc cho ra hoa năm tới, chi phí khoảng từ 2 đến 5 triệu đồng. Năm nay, đa số các gốc đào tại vườn đã được đặt cọc và chuẩn bị khoe sắc vào dịp Tết Nguyên Đán. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhưng những người trồng cây cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh lại có tâm trạng buồn vui khác nhau.
Người bán được hàng, người thì đang thấp thỏm lo âu vì không bán được hàng trong khi Tết đã cận kề. Ghi nhận tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, một trong những làng hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh Bắc Ninh. Những ngày này, gia đình bà Đỗ Thị Mơ ở thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phải thuê thêm lao động để cắm lan, để kịp giao cho khách hàng. Để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng chơi lan, năm nay gia đình bà trồng 3.500 cây đủ loại màu sắc để khách hàng lựa chọn. Đến thời điểm này, gia đình đã bán được 1/3 số lan trong vườn. Trái ngược với gia đình nhà bà Mơ, nhiều gia đình khác trồng hoa và cây cảnh truyền thống ở thôn Giới Tế lại đang rất lo lắng vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, lượng khách đến chọn mua cây rất ít. Một mùa xuân mới lại về, những người trồng hoa và cây cảnh đang chạy đua với thời gian để chăm chút những chậu hoa, cây cảnh, với hy vọng là dịch bệnh sớm được kiểm soát để có đông khách hàng đến chọn mua cây. Không chỉ có nỗi lo tiêu thụ hoa, cây cảnh, xuất khẩu nông sản vào thời điểm cuối năm và cận Tết lại càng không thuận lợi. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hoạt động xuất khẩu bằng đường biển sang Trung Quốc của các doanh nghiệp thời gian qua đang rất chậm, do đơn hàng còn lênh đênh trên biển chưa cập cảng và có nguy cơ tổn thất cộng dồn khi hàng hóa thông quan kéo dài, cảng ùn ứ. Trong tuần tới, khi nhân viên cảng biển Trung Quốc nghỉ Tết sớm sẽ khiến hoạt động thông quan gặp nhiều khó khăn. Đại diện Bộ Công Thương cũng xác nhận chính quyền Trung Quốc vì yêu cầu người làm việc phục vụ tại các cửa khẩu bắt buộc phải cách ly 21 ngày trước khi về nghỉ Tết, khuyến cáo các doanh nghiệp nắm bắt thông tin để điều tiết đưa hàng lên tàu, vận chuyển hợp lý, tránh thời gian nghỉ Tết dài phía Trung Quốc làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng khi phải lưu lại kho bãi trong thời gian dài. Tiếp tục chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một mô hình giúp nông dân vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên vươn lên thoát nghèo. Xã Hợp Bông của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nằm giữa vùng đất đầy sỏi đá. Sau nhiều năm loay hoay để tìm loại cây trồng thích ứng với vùng đất khô cằn này, thì nông dân xã Hợp Bông đã thuần được đất bằng cây mía. Loại cây trồng này đã và đang làm thay đổi cơ bản phương thức sản xuất và đời sống của người dân ở vùng đất khó. Tiên phong trong việc đưa cây mía về vùng đất khó, xã Hợp Bông, huyện Chư Sê là gia đình anh Đinh Văn Tạ. Từ ngày bắt tay trồng cây mía, đời sống của gia đình anh đã bước sang một trang mới. Đến nay, gia đình người nông dân trẻ này đã có 40 hectare mía. Sau khi trừ hết các chi phí, anh đã có lãi từ 40 tới 50 triệu đồng một hectare. Xã Hợp Bông là địa phương có diện tích đất trồng, nhưng đất canh tác bị hạn chế bởi phần lớn là đất đá, nên không có nhiều loại cây có khả năng thích ứng. Cây mía có mặt đã làm thay đổi cơ bản đời sống kinh tế của người dân tại đây bằng những chính sách đầu tư cụ thể. Từ việc hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật đến hỗ trợ cây giống, máy móc cơ giới cho người dân trồng và chăm sóc cây mía. Chính sự đồng hành của nhà máy và người dân đã dần đưa cây mía phát triển ổn định, tạo tiền đề cho nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Sau 5 năm có mặt, cây mía trở thành cây trồng chủ lực tại xã Hờ Bông với diện tích lên tới 1.000 hectare. Trong kế hoạch là 1.200 hectare mía nguyên liệu toàn xã. Việc tìm ra được cây trồng phù hợp không chỉ góp phần nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ, mà còn phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường. Thưa quý vị, hiện toàn huyện Cát Tiên có 6 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao và 4 sao. Trong đó, nổi bật là sản phẩm OCOP 4 sao, hạt điều rang muối của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ và Chế biến Hàng nông sản xuất khẩu Đê Gia ở thị trấn Phước Cát. Cùng với việc đầu tư mở rộng nhà xưởng, tìm kiếm nguồn nguyên liệu để đảm bảo chất lượng, từng bước áp dụng công nghệ chế biến hạt điều tiên tiến, những hạt điều được gắn sao của Hợp tác xã Lê Gia đã có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và đang xúc tiến để tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Hợp tác xã Lê Gia được thành lập từ năm 2008, nhưng ông Lê Văn Bảy, giám đốc hợp tác xã, thì đã gắn bó với cây điều và chế biến hạt điều từ năm 2003. Hiện hợp tác xã Lê Gia có 7 thành viên, liên kết với 5 hộ dân trên tổng diện tích 10 hectare cây điều, với tổng vốn điều lệ là 2 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã Lê Gia thu mua gần 500 tấn điều thô của hơn 100 hộ nông dân các huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng, đưa ra thị trường khoảng 125 tấn thành phẩm. Năm 2021, sản phẩm này chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đạt hạng 4 sao OCOP. Sản phẩm hạt điều rang muối được gắn sao như là một chứng nhận cho uy tín, tạo lòng tin cho khách hàng vì sản phẩm đã được đảm bảo chất lượng ổn định, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Cái lĩnh vực mà ngành làm ngành sản xuất chế biến cái hàng thực phẩm nông sản này đó thì luôn luôn là mình phải phấn đấu mình đi lên. Đến mức độ nào đó cũng chưa là đạt đến, mình cũng buộc phải đua theo cái thị trường và thị hiếu của khách hàng cũng như là cái tiếp nhận của khách hàng, thì buộc mình phải đua chen về cái chất lượng sản phẩm của mình. Thì tất nhiên đua chen chất lượng sản phẩm á thì nó đồng nghĩa với phải có nhu cầu. Để tạo ra những hạt điều rang muối đạt yêu cầu, đòi hỏi nguồn nguyên liệu phải được lấy từ cây điều ghép, hạt to. Hạt điều được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo 4-0, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không hương thơm nhân tạo, không chất tạo màu, không chất bảo quản. Quy trình sản xuất đảm bảo khép kín với những hạt điều chiếm đến 99,5%, tạo ra những hạt điều rang muối thơm ngon, chất lượng, trở thành một trong những đặc sản của huyện Cát Tiên. Lúc trước mà chưa có cái máy á, thì rang bằng thủ công, rang bằng tay nên tốn rất nhiều nhân lực, với lại là công suất nó ra rất là chậm, mà chất lượng hàng thì lại không được ngon so với thị trường. Và từ lúc có cái máy rang thì rang cảm thấy là công suất nó được lên cao, chất lượng nó được tốt hơn nhiều. Hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã Lê Gia thì cũng đang bán thị trường cũng rộng rãi. Hầu như tỉnh nào cũng có, nhưng mà cũng chưa đi bán được vào những cái siêu thị lớn. Chỉ có bán ở những cái trạm dừng chân, những cái mini mart, rồi là những cái quầy về hạt dinh dưỡng. 14 năm thành lập hợp tác xã, 19 năm gắn bó với việc thu mua và chế biến hạt điều, ông Lê Văn Bảy đã chứng kiến những thời kỳ mùa điều lao đao, khó khăn vì dịch bệnh, mất mùa, rớt giá. Chính vì vậy, những tín hiệu khả quan khi sản phẩm hạt điều rang muối của hợp tác xã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP khiến ông vui mừng hơn ai hết. Hạt điều Cát Tiên có cơ hội gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể truy cập trang web lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng để theo dõi lại các thông tin đã phát sóng. Ngoài ra, quý vị có thể chia sẻ thông tin mà mình quan tâm với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thưa quý vị và Hải Yến, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình ngày mai.